xin chào các quý cô của nhà Melia. Ngày hôm nay thì Ngọc Anh sẽ mang tới cho các chị một set đồ bao gồm hai item. Đó là một chiếc áo sơ mi và một chiếc váy dáng bút chì như thế này. Về chiếc sơ mi mà Ngọc Anh đang mặc ở trên người, sử dụng chất liệu chiffon mềm mại, nhẹ nhàng với làn da của chúng ta. Mặc cả ngày dài thì cũng không cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Về phần họa tiết thì sử dụng âm hưởng Bohemia với họa tiết đối lập vô cùng ấn tượng. Mẫu thiết kế này điểm thu hút chính là phần xếp bèo ở phía trên cổ, kết hợp với dáng cổ tàu sẽ tạo ra vẻ đẹp thanh lịch hơn cho bộ trang phục. Với mẫu thiết kế ngày hôm nay thì Ngọc Anh mix cùng với một chiếc chân váy dáng bút chì có chất liệu blend ý cao cấp, co giãn nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta mặc và hoạt động cả ngày dài thì cũng không hề bị nhăn nhào và rất là thoải mái. Những đường cắt cúp tinh tế ở phía trên chiếc chân váy này cùng với những đường xếp ly ở vùng bụng vừa khéo léo che đi vùng khuyết điểm ở vùng bụng chưa được thon thả của chị em phụ nữ chúng mình, vừa tôn lên ba vòng cực kỳ chuẩn nữa. Với một thiết kế này, các chị hoàn toàn có thể ứng dụng từ nơi công sở này, đi chơi cà phê dạo phố với bạn bè hoặc là tới những buổi tiệc nhẹ nhé. Nếu như yêu thích mẫu thiết kế này rồi thì đừng chần chờ gì nữa mà hãy tới ngay các showroom của Melia trên toàn quốc, hoặc là hãy mua hàng online, và khi mua hàng online thì các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và sẽ được free ship trên toàn quốc nhé. Cần váy đẹp, ghé ngay Melia.